Chỗ này 2 ngày nữa mình bắt đầu phun cái cử chỗ điều. Tùng phấn 3 bụi. Cái ruộng mình dài 500 mét là tới vô cái cấu gốc gáo như đó. Bông mà không thua lúa cấy nha các bạn. Và nói chung mình nhìn chung là năm nay cái lúa cấy năng suất không có cao hơn cái lúa mình. Lý do năm nay cái mã lúa cấy mà mình nhìn là năng suất nó không cao là anh em biết sao, cái thời tiết đầu vụ nó sinh trưởng tốt, cái là bón phân cái lượng ít, nó không có đủ dinh dưỡng. Còn đặc biệt trên cái lúa cái miếng 6 hecta này mình xạ đó là do cái nền đó là mình đã cấy nhiều vụ các bạn, thì nó cái lượng phân ở dưới nó còn rất là nhiều. Và năm nay mình bón thêm 50 kg nữa là có nghĩa là nó cái dàn lúa nó lực. Anh em mà các bạn thấy cái mã lúa dữ lắm. Cao, chiều cao 1 mét này. Hầu như là lúa của mình là nó cao hết xung quanh luôn các bạn. Cao hơn người ta khoảng một gang cả 2 tấc, cao vàng hơn so với lúa đại thâm 8, và nó cao hơn cái miếng GT cái bên luôn các bạn. Cái bên là miếng xanh xanh lúp lúp, ở dưới đó là miếng GT. Rồi thôi, chào tất cả anh em và các bạn, chúc tất cả anh em và các bạn có một ngày mới nhiều sức khỏe.